Tin và anh hai chuẩn bị đi đâu vậy? Đi công trình hả? Giờ đi chưa? Rồi thôi đi đi. Bỏ xe rùa xích ra tí anh hai ơi, xe rùa sát quá không có múc được. Anh hai biết múc luôn á. Nặng quá hả? Để hứng xe rùa vô nha anh hai. Nặng rồi. Xe rùa đây. Ê. Đổi lại. Đúng xe rùa rồi. Anh hai làm cho. Đến hai làm phụ cho. Anh hai làm. À, Tin xúc cái này. Tin Tin chưa có biết lái. Tại vì cái đường này đang trên đường dốc á nên nó khó hơn. Rồi mình cho bằng tay luôn đi. Đúng rồi. Rồi tiếp tiếp đi. Đó. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Không làm. Ăn cái gì nữa? Đây rồi. Rồi. Dạ. Đẩy đi con, đẩy đi chứ. Rồi anh hai xúc cái đó đi. Làm cái này nè, cái đó đến hai cho. Trời ơi. Cục đất siêu to khổng lồ. Em múc đất đi em.
nó cào cho anh hai hả? Anh cào xuống hết đi đây. Ừ. Lỗ phải to lên đúng không? Làm thành một cái hồ á. À, công trình làm hồ nước, suối nước hồ, nóng. Hồ bơi. Hồ bơi. Hồ bơi cần đi sâu dữ. Rộng ra chứ. Rộng ra thì chứ. Đây nè. Đây ha. Ừ. Đó, tí tí để làm mẹ đây hay để làm cái giống các bạn. Đó, vậy nha. Đào xuống. Đào xuống. Đào xuống. Đào xuống. Ê, đừng không biết đào đâu, thì cứ cào đi. Đất không tưởng. Ghê chắc chắc. Ôi muốn ké luôn á. Đây nè, đây nè. Ui, khoáng sản. Em dùng cái cào này cào nè, cào đứt lại cho anh hai xúc lên. Trời ơi, dạ, khỉ ghê. Mấy gì đâu. Úi dạ. Ú, hồ bơi hình vuông. Đúng rồi. Nà ní. Tình cào gì vậy Tình? Cào đá. Mở chân quá. Nè. Tèn 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 tèn. Ôi, dặn lại. Bẹp. Chuẩn bị lấy. Giờ hai anh em đi múc nước bỏ vô hồ bơi đi. Dạ. Ít nước quá rồi. Ít nước quá rồi. Múc thêm đi con, múc cái đầy luôn. Đổ gì vậy? À, hồ bơi xong rồi nè các bạn. Vậy bây giờ mình trang trí thêm một ít đồ nữa. Vậy bên hai trang trí đi con. Mang. Hello. Ơi, để mẹ phụ làm cho anh hai làm lâu quá. Hello, xin chào các bạn. Ơi, ơi, mẹ xin lấy mẹ. Mẹ ơi, xin lấy mẹ ơi. Cho cây dừa nằm đây nha. Đây sẽ có một cái bộ bàn ghế luôn. Cho một búp bê ngồi lên đây nha các bạn. Rồi thêm một búp bê nữa. Tin ơi. Được rồi. Ngồi đây ngồi Tin. Mình sẽ cho hai cái chậu hoa nằm ở đây nhìn cho nó đẹp nha. Chậu hoa nằm ngay hồ bơi không? Rồi, chậu hoa nằm bên này nè. Đúng rồi, nhớ nè. Mình phải làm cái này cho nó bằng lại nè. Lại đi coi nè, nhìn nè. Đó. Ở đây có ông người nè các bạn nè. Ông người này cũng có thể là xuống hồ bơi bơi luôn á, không mặc ở bơi nè. Bùm. Rồi anh hai qua chơi với em đi. Mẹ phụ xong rồi đó. Đó, đẹp không? Anh hai cho hai cái cô búp bê đó xuống tắm hồ bơi luôn đi anh hai. Ước sao?
ướt rồi hồi thay đồ khác. Không có đồ. Có, trong nhà còn đồ. Bơi đi, cho bơi đi. Rớt cái bàn rồi kìa anh hai kìa. Giờ bắt chìm luôn. Các bạn thấy cái hồ bơi của anh hai và Tin đẹp không? Công trình một buổi rồi đó. Công trình này xây dựng không biết tốn bao nhiêu kinh phí nè. Mẹ, hồ bơi không có măng chạy. Thì cởi dây ra, cởi dây ra bỏ trên ghế kìa. Trời ơi, ướt cái đầu búp bê hết rồi. À, cho búp bê ngồi đây nha. Dạ. Nè, cho búp bê ngồi. E bông tóc hết ra rồi. À, búp bê ngồi tắm bà đây bị gì, bà đây bị gì. Mở ra tôi. Xin bà ho dữ lắm nha các bạn. Mà đây. Anh hai nói bậy quá à. Tắm mà bung tóc luôn. Cho búp bê ngồi đi anh hai. Rồi. Ngồi dựa vô nha. Ướt tóc búp bê luôn. Ngồi vậy mới đỉnh. Ngồi vậy mới đỉnh. Này nó hồ bơi này sâu quá. Búp bê chỉ đứng thôi chứ bên bê ngồi là nó thành ngập luôn ấy luôn. Bơi được không? Bơi ngửa luôn. Tắm đã luôn nha. Ướt rồi. Nè anh hai này để về nằm được nè. Hai. Ê. Ướt tin rồi. À, nằm được luôn. Xuống đây bơi. À, bên anh tin nó mới xuống được cái hồ bơi này, hồ bơi chưa búp bê nhỏ thôi. Chứ một người ta phải người lớn đâu. Người lớn là lớn quá rồi đó. À ha ha được chưa. Dạ. Chưa. Dạ. Này. Trên đó chị chim nè. Ủa? Đang ướt hết rồi. Dằn lên, đang lên trời luôn. Ở đâu quá? Anh hai á. Rồi tới hai luôn. Tới hai. Ừ, đúng rồi. Hai mượn. Bơi được không? Bơi được không? Bơi. Ờ, mát quá. Bảy đây nè, đập nước nè. Anh hai bỏ cái chân anh hai xuống ngâm đi. Cái lửa. Ừ, có một bàn chân khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ. Cho cái ghế xuống đây được không? Cho cái ghế xuống đây cho búp bê ngồi cho nó dễ đi. Ngồi dưới hồ bơi luôn. Đảm xin đảm. Bỏ ngay giữa, bỏ như vậy là nó sập cái hồ bơi nhất nha. Hồ bơi này hồ bơi mini thôi. Yeah, anh hai được ngồi luôn. Cái chân không được ngồi đâu. Một chân thôi cho em bỏ một chân với. Rồi. Anh hai ngồi qua bên này nè, anh hai ngồi qua bên này nè. Mà khai chân luôn đi. Bỏ búp bê ra. Bỏ búp bê ra nha. Bỏ búp bê ra. Dạ quá. Cho búp bê lên ghế ngồi lại đi. Cho búp bê lên ghế ngồi lại đi. Ngồi tắm ngồi, nắng đi. Ngồi lên ghế của Tin á. Tin anh Tin ngồi đây nè. Đó, ngồi Tin ngồi cục gạch đi. Hai. Tin ngồi xuống đây. Đưa cái đứa lại. Ngồi xích luôn đó. À. Mát không? Dạy vô. Không cả nào thiết. Làm gì? Ao thì vẫn buồn tay với người thôi. Tắm luôn. Ngồi đây hồi cái chân nó chấm bắt luôn. Sau một hồi cho búp bê và một ông người bơi trong hồ bơi xong rồi hai anh em tự bơi trong hồ bằng chân luôn. Anh hai đang ngâm chân sảng khoái quá ngủ gật luôn rồi. Còn Tin đang làm gì vậy ta? Là mình làm công trình xong mình phải thử công trình của mình nó có hoàn thiện được không nha. Giờ mẹ sẽ kiểm tra cái công trình này coi. Mẹ sẽ bỏ chân xuống, cá mập lên, ăn thịt. Ơi, có cá mập đó, hồ bơi làm gì có cá mập. Anh hai giỡn hoài. Mát quá. Mẹ kêu bỏ ra luôn nha. Ông người để bơi ha. Đây. Đè, bỏ cái xe xuống ơi. Thôi được rồi, thôi bây giờ hai anh em mới bay các bạn đi nè. Mới bay các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Ở luôn.